Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Grismon, nhận 25 token Grismon nha các bạn. Thì họ đang trong chương trình bán hàng ISO thôi, với giá hiện tại bán của họ là 0,008 đô cho một token. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra với mình nhé. Trên bot thì các bạn ấn Start để cho với bot. Tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 200 token, tương đương là 25 đô cho giá trị hiện tại mà dự án đang đưa ra nhé. Và airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và nó sẽ phân phối cho chúng ta vào ngày 30 tháng 7 nhé. Ok, sau khi các bạn ấn nút Start xong thì chúng ta nhập lại mã captcha này. Ok, tiếp theo đó thì các bạn ấn vào Continue. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta là join vào kênh Telegram Group. Đợi mình tí nhé. Yêu cầu gì đây? Tham gia nhóm Telegram của chúng tôi. Viết một tuyên bố mang tính xây dựng. Oh. Ok, thì các bạn ấn nhiệm vụ đầu tiên, chúng các bạn ấn vào Group, chúng ta tiến hành join nhé. Chúng ta tiến hành join này. Thì sau khi join xong các bạn viết lại từ gì cũng được nhé. Ok, sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào Telegram channel, chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter, like và retweet lại Bintis and tag 3 friend kèm với cái hashtag này. Like, comment, retweet. Ok, bạn ấn vào, các bạn copy lại cái đoạn hashtag này với mình nhé. Cái đoạn hashtag từ Android đến GMN này, chúng ta copy lại. Sau đó các bạn ấn vào phần Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn vào nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên, hồi này là nó có một cái sàn DEX riêng các bạn ạ. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like nhé. Các bạn tiến hành like này. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ này. Các bạn chọn phần vote tweet là bằng bình luận nhé. Sau đó các bạn dán cái đoạn hashtag các bạn vừa copy vào đây. Sau đó các bạn xuống hàng, các bạn tag thêm 3 người bạn vào đây giúp mình. Một này, hai này, ba này. Ok, sau đó các bạn ấn vào phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Thì nhiệm vụ tiếp theo đó là nhiệm vụ tùy chọn, nhiệm vụ follow medium tùy chọn này và siêu thờ Telegram link. Thì cái nhiệm vụ này chúng ta bỏ qua đi nhé. Nhiệm vụ này nó hơi phức tạp tí. Ok, ở nhiệm vụ này chúng ta bỏ qua đi. Nhiệm vụ tùy chọn thôi. Optional task này là tùy chọn thôi, chúng ta có thể bỏ qua nhé. Chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ trên đây thôi. Ok, sau đó thì chúng ta ấn vào nút submit my detail, chúng ta tiến hành điền lại thông tin. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta là join vào hai kênh Telegram chưa, thì các bạn nút join. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter, thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn vào tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì ở cái phần nó hỏi là follow medium chưa ấy. Thì nhiệm vụ này là nhiệm vụ tùy chọn thôi. Các bạn ấn vào nút skip bỏ qua giúp mình nha. Các bạn ấn vào nút skip này nha. Các bạn ấn vào nút skip. Cái chữ sẹt skip này các bạn chỉ cần nhấn vào thôi thì nó sẽ tự động bỏ qua cho chúng ta. Ok, các bạn ấn vào nút skip luôn. Tiếp theo đó thì hai cái nhiệm vụ follow medium với lại cái dịch vụ siêu link của nó này, chúng ta bỏ qua đi nha. Ok, thì cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ với BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví Sailway. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần Dashboard để kiểm tra thông tin. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 200 token GMN. Và dưới đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại cái link red đi tiến theo bạn bè để nhận token. Thì vào mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 40 token cho một referral nha các bạn.
Ok, thì như vậy là bây giờ mình hướng dẫn các bạn nhận 200 token GMN đến từ dự án Grismoon. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.